Alo alo. Xin chào tất cả bạn nha. Hôm qua mình tình cờ có được người bạn gửi cho một cái link về phiên bản mới nhất của Mastercam 2021. Thì sau khi mình tải về thì mình có cái file cài đặt là một. Ngoài ra thì mình có cái file crack. Thì trong đây mình có tải về đầy đủ cái file crack là một. Ngoài ra thì mình có tải thêm cho các bạn về cái những các cái điểm mới ở trên Mastercam 2021 này. Các bạn cũng có thể sau khi cài xong thì có thể tham khảo thử. Thì cách đây 2 tuần thì mình có vào xem cái bản demo của nó thì mình cũng cảm thấy là rất là hay và những cái điểm mới của trong Mastercam này. Thì hôm nay mình mới download về thử lúc nãy xong. Thì bây giờ mình tiến hành cài đặt thử ở trên cái bản Win 10 xem thử xem là quá trình cài đặt và có nó có xảy ra cái lỗi gì hay không. Thì chúng ta bắt đầu nha. Thì đầu tiên là mình cũng cài chạy bình thường ở quyền admin. Sau khi mà mình kích vào quyền admin chạy thì ở đây mình sẽ chọn đó là chọn metric hệ mét thôi. Các bạn chú ý cái chỗ này nhé, bởi vì có nhiều người chạy hệ in, nhưng mà nếu mà giả sử không may mà cài hệ in thì các bạn cứ để bình thường, xong rồi sau khi mình cài đặt xong crack xong thì mình vào mình chỉnh lại cho nó khởi động ở chế độ hệ mét cũng được, không cần phải remove đi lại nhé. Nhiều người không biết cho nên là vào remove đi rồi cài lại thì nó mất rất là mất thời gian nhé. Thì ở cái đoạn này tôi để theo mặc định mà tôi chọn là metric. Bạn nhớ chỗ này nhé, đến đoạn này bạn chọn config nhé. Thì đến đây mình chọn next. Rồi đây mình chọn Z next. Thì cái máy mới bị trục trặc cho nên là ngày hôm qua mình có remove, recover cài lại hết, cho nên là chắc là quá trình này thì nó cũng là xảy ra sẽ là nhanh. Mình hy vọng là cài đặt nó sẽ nhanh cái bản này. Không biết đối với phiên bản này thì nó có xảy ra cái vấn đề gì hay không. Thì mình có xài từ phiên bản V9.1 trở lên đến bây giờ thì các cái phiên bản nó ra liên tục cho nên là mình theo nó cũng mệt quá, nhưng mà những cái tính năng mới thì người ta update được liên tục. Ở một số doanh nghiệp thì người ta xài cái bản là update theo hàng năm, và hàng năm thì người ta vẫn trả tiền cho hãng. Rất nhiều người ở Việt Nam thì hiện tại là mình hoặc là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản chẳng hạn thì người ta vẫn đang xài những cái phiên bản cũ thì V9 chẳng hạn. Nhưng mà tùy tính chất công việc, có những người thì chỉ cần xài đến phiên bản đấy là giải quyết được công việc rồi. Nhưng mà những cái phiên bản đời cao hơn thì chắc chắn là người ta sẽ update những cái tính năng hay hơn, tốt hơn. Nhưng mà kèm theo đó thì cái cấu hình máy tính của bạn nó cũng cần phải nâng cấp. Thì nếu mà dân đồ họa thì mình cũng nên là đầu tư một cái máy tính cấu hình khủng khủng một tí. Nó là cái công cụ mà giúp mình học rồi update, nâng cao tay nghề, công nghệ, rồi cũng là cái công cụ để mình kiếm tiền sau này. Cũng tùy theo cái tài tình hình tài chính của mỗi người mình lựa chọn cái phiên bản hoặc cái máy tính cho nó phù hợp. Thì hiện tại mình thấy bản này thì cài cũng là khá chạy cũng là khá là nhanh rồi đấy. Cũng tương đối sắp xong. Thì theo mình tìm hiểu qua thì mình thấy rằng là cái bản này thì cái phần crack thì cũng không khác nhau so với cái phiên bản 2010 2020.
nhưng mà để mình cài thử xem là có xảy ra cái vấn đề báo lỗi gì không. Vừa mới đào về. Mình vừa mới đào về. Link này rất là sốt dẻo nha các bạn. Đây. Thì mình cài có một xíu ta đã xong rồi. Thì sau khi cài đặt xong thì mình tiến hành crack. Crack thử xem là cái phiên bản này nó như thế nào. Thì đầu tiên ý là mình mở cái file crack lên. Trong bộ cài các bạn về giải nén nhà ra nhá, mình có file crack này. Thì trong đây mình có này. Mình chạy hết quyền admin. Nhiều người chỗ này cứ kích lên thôi nhé, nhưng mà ở đây mình chạy quyền admin hết nhé. Nhất là chỗ cái file insert này. Vẫn chạy quyền admin nha. Nhớ cái điểm này cho tôi. Rồi sau khi mà mình chạy xong thì chạy tiếp cái file này. File này thì mình kích chạy bình thường thôi nhé. Rồi. Kích luôn file này xem thử. Ngoài ra thì đây mình để nguyên ha. Thì mình có cái file là multi-key này. Key này. Thì mình kích phải vào JIT Computer này. Mình chọn JIT PC này, mình chọn cái Manager này. Đấy. Thì sau khi mình chọn cái computer này xong á, thì tại đây mình chọn cái Device Manager này. Chọn Computer. Bạn kích vào computer nhé. Kích vào đây. Thì ở đây bạn có cái Artisan này. Bạn chọn cái Luxy này. Luxy này. Hardware này. Thì tương tự cái phần này giống y chang như là các cái phiên bản từ 2017 trở lại đây. Bạn Next này. Đây thì bạn chọn cái đường link tới cái file ở đây. Để mà cái file multi-key này nó không mất đi á, thì cái công đoạn chỗ này thì mình nên copy cái file này vào cái chỗ cái thư mục cài đặt, hoặc là mình để nguyên cái file crack này nằm ở một cái vị trí nào đó, đừng để mất cái file file multi-key này. Thì cái đoạn chỗ này thì lúc nãy là tôi có copy cái file cái cả cái thư mục crack này vào cái thư mục cài đặt trước rồi. Thì ta đây á, thì mình chọn cái đường dẫn đến cái file multi-key này. Lên đây nha các bạn. Multi-key nhá, mình chọn OK này. Tùy bạn, nhưng mà hoặc cái bộ cài này của bạn bạn để ở một cái vị trí nào cũng được, tùy. Nhưng cái file multi-key này đừng có di chuyển nó đi nhá. Đây mình OK này. Phoenix này. Đó. Sau khi mình cài xong rồi đó. Đây là quá trình mình crack xong rồi đó. Thì tới cái công đoạn này á, thì bạn chú ý này là đối với Win 10 á, thì sau khi mà mình crack xong đến đoạn đây á, thì mình restart máy lại một lần ha. Mình restart máy lại một lần đó. Rồi mình mới tiến hành mình thử thử sử dụng nó xem là như thế nào ha. Thì sau khi restart máy lên á, thì tôi kích vào thử xem là quá trình sử dụng nó làm sao. Đây, tôi đang khởi động nó lên xem thử nha các bạn. Rồi sau khi mà tôi thử. Hiện tại thì cái bộ cài tôi để trong cái phần download để trở về, nhưng mà khi mà bạn download về nhá, giải nén là xong nhá. Nhớ cái công đoạn này là cái công đoạn mà mình copy cái file crack này để ở một cái vị trí nào đó mà sau này mình không thay đổi nó đi, chẳng hạn ở OC cũng được. Bạn chú ý chỗ này nhá, không có là không sau này di chuyển nó đi có khả năng là nó sẽ báo lỗi. Thì ở đây tôi khảo sát này. Tôi kích cái file cái những cái điểm mới của Mastercam 2021 lên. Tôi tìm đến cái tính năng này, mà cái tính năng này là tính năng của thằng 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 Sandwich nó đưa ra, mà rất nhiều cái phiên bản trước không có, đó là phay mặt mà vào cung nha các bạn. Thì cái tính năng này thì ở trong cái cuốn sách là đi tài liệu miễn phí phay này của tôi
có hướng dẫn ngay chỗ này nha các bạn, vào ra dao tại sao thì vào cung ngay chỗ này nha. Đây, khi mình vào thì lợi như thế nào đó, thì mình có phân tích rõ ràng chỗ này. Nhưng mà các cái phiên bản trước ấy, của Mastercard thì người ta không update cái này, nhưng mà cái chỗ này thì mình đang muốn thử tính năng này. Thì sau khi mình cài xong thì mình đi qua, mình lướt qua một tí thì mình thấy nó có báo cái dòng là cảnh báo này đó. Thì mình tắt đi không được, cái này mình chưa biết được cách xử lý như nào. Thì nếu mà có ai mà biết cách xử lý cái chỗ này thì chỉ dùng mình. Mình cũng rất là cảm ơn cái chỗ này, đôi khi có những cái là không thể biết hết được, mình chỉ biết hết xài đến đây thôi. Thì ta thử cái tính năng xem là cái tính năng ở cái phiên bản mới thì nó làm sao. Đây, giả sử như mình tạo một cái trình phai mặt đi, thì đối với cái phiên bản này cái bot của nó không có, nó chỉ có cái những cái bot mặc định thôi, default này. Thì hiện tại mình cũng có thể sử dụng cái phiên bản 2018 hoặc là 2020 mình update lên. Thì tí nữa tôi cũng chỉ cho các bạn cái cách mà mình update một cái bot nó ra làm sao. Hiện tại thì mình đang còn sử dụng cái bot mặc định default nhé. Rồi mình sử dụng cái face đi. Mình thử cái tính năng này xem là như thế nào. Mình chọn đại một con dao đi. Chọn con dao số 10 này đi. Con dao D10 này đi. Thì với cái phiên bản mà Mastercam này thì người ta nói mình là chọn cái chỗ nào để cho ra được. Bình thường thì mình để theo mặc định nha các bạn. Ok. Đó, thì mình thấy là cái con dao của mình là nó sẽ lướt qua lướt về, lướt qua lướt về mà nó không có đi cung. Bây giờ mình muốn nó vào cung thì vào như thế nào ha? Thì ngay cái vị trí chỗ này thì người ta có chỉ cho mình cái chỗ là vị trí là rock in này. Thì mình thử tích vào đây, mình coi thử coi là mình muốn vào cái cung này, một cái cung nào đó thì nó ra làm sao ha. Mình chọn cái cut parameter này, chọn rock in này. Thì mình muốn cho cái vào là 10 đi, R10 đi, xem thử xem là nó ra làm sao ha. Đây thì các bạn thấy là vào cung này, vào cung ra cung này. Mình cho cái upload chỗ này không đi, xem thử xem là nó ra cái gì. Rồi, đây các bạn thấy rõ ràng là, tắt cái này đi, rõ ràng là con dao mình, bạn thấy nó đi vào cung không, đúng theo như là trên cái tài liệu của cái chỗ này. Vào cung thì nó làm sao, mà đi thẳng thì nó làm sao. Thì chỗ này tôi có giải thích rất là kỹ. Nó nằm ở cái cuốn tài liệu này, thì nó nằm ở Mastercam 2D cơ bản chương 1. Các bạn cũng có thể tham khảo ở phần này, công thức tính toán chế độ cắt lẫn là vào ra dao. Thì ngay chỗ này nhé. Thì tới đây là tôi hướng dẫn cái cách mình thử cái tính năng mới, thì mình thấy như này. Thì cái chỗ này thì nó báo lỗi hơi khó chịu. Tôi chỉ cho các bạn cách mà giả sử như bạn đang còn cài phiên bản 2018 hoặc là 2020 nó có bot rồi thì mình sẽ làm như thế nào. Mình update ha. Mình vào đây mình chọn cái chế độ là đợi tí, không quá mình convert ha các bạn. Rồi bạn chọn cái chế, bạn chọn cái bạn kích vào chọn này đồn này. Mình không có lưu cái file này ha. Rồi bạn chọn đi chế độ Advanced này. Đấy thì tại đây bạn kích vào đây là bạn chọn cái file mà cái file cái đường dẫn đến cái chỗ cái thư mục mà chứa cái bot cũ của bạn từ phiên bản khoảng tầm 2017, 2018, 2019, 2020 ha. Còn đây là cái đường dẫn public này, nó sẽ tự động nó update đến cái thư mục mà bot của Mastercam 2021 cho các bạn nha. Chỗ này thôi, và sau đó thì chọn next, chọn ok thôi.
thì sẽ update cho bạn tất cả các cái bot cũ của bạn ha. Đấy thì tới đây tôi dừng lại ở đây, ở cái phiên bản là đi 2021 thì những cái tính năng mới trên cái phiên bản này thì tôi có kèm theo cái file những tính năng mới, các bạn theo dõi thử xem là có gì hay không. Tôi cũng vừa mới cài xong cho nên chắc phải có một khoảng thời gian để vọc thử xem với cái phiên bản mới này thì nó ra làm sao. Rồi, chào tất cả các bạn, chúc các bạn thành công.